Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ca Long, lại là mình, Kim Pi đây. Thời gian này đang là kỳ nghỉ hè của các bạn học sinh, sinh viên đúng không nhỉ? Không còn bài vở liên miên, chắc hẳn chúng mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn rồi. Chính vì vậy mà đây là thời điểm vàng để chúng mình thực hiện những dự định ấp ủ, từ tút tắt nhan sắc đến bỏ túi những kỹ năng mới đấy. Nếu bạn đang bơi giữa 7749 dự định đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu, hay đang loay hoay sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý, thì video này chính là cứu tinh của mọi người đây. Cùng mình lên kế hoạch theo dõi thói quen trong mùa hè này ngay thôi. Bữa trước quậy sương sương tập giấy caro 5 màu chưa có đã, nên hôm nay nhất định phải bày trò tiếp nè. Này thì là em bé mới ra lò nhà Ca Long với tên cùng cơm là 519. Mẫu giấy caro basic với dòng kẻ đen hoặc xám là xưa rồi. Giờ là lúc các bé kẹo ngọt này lên ngôi. Định lượng giấy 100gsm vẫn là đỉnh của chóp. Kích thước ô vuông 6x6mm, bự hơn giúp chúng mình trang trí, ghi chép thoáng đãng hơn nữa đó. Em giấy này mang size A5 bé bé xinh xinh, có 6 lỗ thế này, đích thị là sinh ra để dành cho binder A5 mã 994 rồi. Còng sắt nên chắc chắn khỏi bàn, cơ mà đóng mở mượt mà chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi nha. Tha hồ đổi giấy hay bỏ trang viết sai, đồng hành cùng công cuộc làm bujo là chuẩn bài rồi. Súng đạn đã sẵn sàng, giờ thì cùng lên nòng cho các thói quen mùa hè thôi. Làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là vốn quý không thể thiếu được đúng không? Vì vậy nên tụi mình lúc nào cũng cần đặt việc rèn luyện thân thể là mối ưu tiên hàng đầu nha. Thói quen tập thể dục cho cơ thể cũng như tưới nước cho cây giúp chúng mình sảng khoái và khỏe mạnh hơn, nên mình sẽ chọn màu xanh ngắt xanh của lá cây cho layout này nhé. Nhìn vào là thấy nhiều năng lượng mới mẻ rồi. Sau khi họa xong một chiếc tiêu đề không máu lửa đời không nẻ, mình sẽ tiến hành phân chia bố cục cho trang giấy. Đầu tiên là ghi lại thời gian tập thể dục trong ngày, còn dưới đây mình sẽ vẽ khung lịch tháng dưới dạng các chấm tròn, mỗi chấm tròn tương ứng với một ngày trong tháng. Những ngày chăm chỉ luyện tập, mình sẽ tô màu vào chấm tròn, còn hôm nào lười thì sẽ để trống nha. Cuối tháng nhìn lại là chúng mình đã có một bảng chấm công rồi, nếu thấy trống trống thì nhất định phải nhấc mông lên mà chăm chỉ hơn thôi. Phần giấy này là đất cho các bài tập theo lịch và chế độ dinh dưỡng cho các ngày nữa nha. Thời gian nghỉ hè cũng là lúc tụi mình có thể dành nhiều thời gian cho đam mê, rèn luyện năng khiếu hay tìm tòi, học hỏi những kỹ năng mới. Có những bạn sẽ đi học đàn, học vẽ, học nhảy này, hoặc mày mò khám phá bộ môn bujo và calligraphy nữa. Những bộ môn năng khiếu này vừa mang năng lượng chữa lành, vừa giúp chúng mình khám phá những chân trời mới lạ, xứng đáng được chọn tông tím pastel xinh xắn thế này nha. Còn đây thì là chiếc bình đựng thói quen của tụi mình trong vòng một tháng, mỗi ngày tương ứng với một trái tim nhé. Mình sẽ chia bố cục trang giấy, sao cho theo dõi được nhiều thói quen cùng một lúc. Sở thích là không giới hạn mà, chỉ cần chúng mình chăm chỉ thì cái gì cũng nên cơm nên cháo thôi đúng không? Đối với những bạn tham gia lớp học năng khiếu thì có thể kẻ thêm một khung thời khóa biểu để không quên lịch nha. Đọc sách cũng là một thói quen rất tốt đấy. Đã nói đến sách vở thì chúng mình sẽ liên tưởng ngay đến đại dương tri thức mênh mông rồi đúng không? Thế nên chọn giấy xanh dương cho em layout này là chuẩn bài rồi nè. Mình sẽ ghi lại thông tin chung về cuốn sách cần đọc trong tháng, bao gồm tên sách, tên tác giả và thể loại sách. Tiếp đó là một khung timeline theo dõi tiến độ. Ở đây, mình sẽ phân chia phần trăm cho từng chặng và ghi lại số trang sách đã đọc qua. Đọc đến đâu, mình sẽ tô đến đó. Khi nào thanh này kín màu thì là đã đọc xong cuốn sách rồi.
cũng không thể thiếu được một khung lịch nhỏ để theo dõi tần suất. Để tận dụng phần giấy còn trống, mọi người có thể ghi cảm nhận của bản thân về cuốn sách, những bài học đã tích lũy được hay vài câu trích dẫn hay ho nữa nha. Vậy là hô biến một trang sổ quá là đa di năng luôn rồi. Dành thời gian cho bản thân, nhưng mọi người cũng đừng quên phân chia thời gian để phụ giúp bố mẹ nữa nhé. Có thể là những việc nhỏ bé đơn giản như nấu cơm hàng ngày, nhặt rau rồi tâm sự cùng bố mẹ này, hay cuối tuần thì cả nhà lại cùng nhau dọn dẹp nữa. Một mũi tên trúng nhiều đích, vừa nữ công, nam công gia tránh hơn, vừa giúp bố mẹ đỡ mệt mỏi, áp lực hơn trong mùa hè nóng bức này nữa nè. Cứ nghĩ đến gia đình thì mình lại nghĩ đến những mâm cơm mà bố mẹ nấu, nên chọn màu vàng cam thế này cũng là hợp sơ quá ha mọi người. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng ngang ngửa sức khỏe thể chất, nên tụi mình phải chăm sóc tâm trạng thật tốt nha. Tâm trạng là phương diện tình cảm, nên mình sẽ sử dụng giấy màu hồng cùng các hình vẽ hoa lá nhẹ nhàng để trang trí cho layout này. Mỗi bông hoa sẽ tượng trưng cho một ngày trong tháng, không quên kẻ thêm bảng chú thích các màu tương ứng cho từng tâm trạng. Theo dõi lại tâm trạng từng ngày cũng là cách để chúng mình cân bằng cảm xúc và điều chỉnh khi thấy có điều gì không ổn đó nhé. Đặc biệt, ô đánh dấu màu ở cuối giấy thế này sẽ giúp tụi mình tìm đến trang tracker cho từng thói quen cụ thể nhanh hơn. Ví dụ, khi quên bén lịch học ở lớp vẽ, tụi mình chỉ cần xem phần đuôi giấy, màu tím ở đâu thì vừng ơi mở ra, đến trang đó liền nè, siêu tiện lợi đúng không? Vậy là chúng mình đã cùng nhau làm một vài layout theo dõi thói quen cần thiết trong mùa hè rồi. Mình mong rằng qua video này, bạn có thể dinh về một số ý tưởng, duy trì thói quen tốt và có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích nhé. Tới đây, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của chúng mình để xem có điều gì thú vị đang chờ đợi mọi người ở phía trước nha. Bye bye!